Hello các bạn nha. Hiện tại thì cùng em mới chốt đơn cho tất cả các anh em đã đặt đơn đấy. Xong rồi thì em quyết định sẽ đi săn. Còn đi săn như nào thì các bạn đi theo nha. Ten ten ten. Các bạn thấy không? Thì cái bộ đi săn của em á là gồm hai cái đèn pin, phòng phòng khi nào mà cái này hết thì còn có cái này, và một cái máy Canon để quay lại những cái thước phim nào mà đẹp thì cho bác xem. Còn với đặc biệt nhất là hai cái này hiện tại em đang bán ở shop em, chính chính shop em bán cái này là hầu như là nhiều nhất và nhé, em bán chủ yếu là hai cái này. Còn sắp tới sẽ có một những loại nào mới về. Hiện tại cái nã này là em bán 6 5k một cái rồi nha, quá rẻ. Còn cái loại inox 304 này ấy, anh em gọi là cái bốn ấy, thì là 230 ngàn một cái, tặng kèm 5 bộ thun và một cuộn chỉ bút thun, một cuộn cuộn chỉ một cuộn băng keo 18 ở bọn này, phải không? Đấy, cực kỳ đẹp. Hai đầu của cái này ấy, là 8.4, còn cái đầu này là 2.0 các bạn nhé. Còn cái nã này á là 8.0 và cái đầu này là 2.0 rồi nhé. Và quan trọng hơn là cái này là bí bài rồi nhé. Đây hít bí của em, cái hít bí của em này á là anh em vẫn chưa hiểu chưa biết, em mới về cái là hít bí cực mạnh các bạn nhé. Nó có thể được vào khoảng 700 g đi lại nha, 700 g. Còn những cái loại yếu bình thường anh em sẽ không bao giờ có đó, nhưng em vẫn để trả 35 k nhé. Thì các bạn cần thì các bạn liên hệ em bằng qua Facebook nhé, hoặc là Zalo 0963 0755. Còn em không chuột đến có web của bạn nhé, web bên em hiện tại đang bị lỗi. Vâng, từ đây nha, ta sẽ tiếp tục gặp với nhau. Đi sang thôi. Các bạn thấy không? Em bán được trên này này. Đó, bán một viên bi bảy. Xuống về này đâu này. Các bạn thấy được không? Vâng, giờ em lại lại cái này nha. Ôi trời. Ôi trời, không thấy rồi. Có thấy không? Đó, một viên vào nhá. Một viên nữa. Nè, phát thêm anh. Cầm đâu nhỉ? Cầm cái đâu còn hả? Lấy đen. Rồi, đi. Cẩn thận cái đâu ạ. Đây. Rồi. Đúng rồi, em bỏ đúng đúng. Rồi rồi. Đây các bác. Đó. Một em. Em này. Từ này này cái đó nè. Trùng đâu ta? Trùng trùng bụng. Anh giống ấy. Trùng bụng các bạn này. Đó. Này rung gập gập luôn này. Thưa bạn nha, một em. Ô, dưa mới quái à? Đây. Đó, có cần gì đây không?
con rắn đó mở từ cái té, hiểu chưa? Đó nhúc nhích đó, nhúc nhích đó, chả về tàn gì đâu, nhưng mà thấy gớm lắm. Đấy, họ thấy không? Rồi nha, cho tôi bọn tôi đi đây. Giờ nó rời một cái này đâu là nhọc ạ. Đi. Quay này. Ừ, rắn đây. Đó, có rò chim không? Ừ. Các bạn thấy không? Này mà mình làm một xoáy rồi, bạn thấy cái thật rò ra. Thấy nó không? Không thấy nó đâu. Không thấy. Không đi kiếm lại lần. Rồi chứ. Rồi. Không thấy nó. Không rồi. Thôi tắt rồi. Đây là quạt. Bà thật em chí đấy. Còn gì đó? Dư nha, dư nha, thả nha, cầm. Con gì tới rồi. Con chưa được các bác. Dưa đủ lên này đấy. Cầm. Dưa lên. Thôi nè. Thôi nè. Mở sắp. Con chưa được các bác. Con chưa được. Thấy nhiều quá. Rồi. Rồi. Hai em. Vâng, xin chào anh em nhé. Buổi chat kết thúc tại đây. Thì hiện tại thì tầm khoảng 2 giờ rồi đấy. Em đi tầm 2-3 tiếng rồi đấy. Thì hiện tại thì sẽ bán được một con cõi này. Cõi đấy. Và cõi này á, để em tăng trên đường. Còn đây là con vạc này. Con vạc này là cực kỳ to các bạn nhé. Thật ra các bạn có thể cái bàn tay của em không? Đấy. So với cả với thân của nó và nó nhỏ. Các bạn cứ xem con vạc với con cỏ này. Một bên đấy, con vạc của con cỏ nó không trâu vực đấy. Đây là con cỏ này. Con cỏ là con vạc. Nếu như em nhìn thế như em biết ra được là con vạc. Thì và có một con tí nữa và em đi xa thì em cầm hai nã như ban đầu em nói đó, chính là cái nã đó và nã V4 và đây là nã APS665K của bọn nha. Nói chung là hàng rẻ nhưng chất lượng nó không rẻ, cho nên là anh em vẫn hái cá tính hàng rẻ nhưng mà chất lượng không rẻ thì nên bảo tồn đó nha. Đấy thì em bỏ con căn hàng thì cứ bởi em là kết bạn Facebook, Zalo
không chỉnh sao ba năm. Và đây là cái miếng da ba lỗ ạ nha. Em chỉ có bán miếng da ba lỗ thôi, chứ không bán những cái miếng da một lỗ đâu. Còn đến đây thì cũng là xong rồi. Thì xin chào các bạn. Và đừng quên thích thì đăng ký kênh của em nha. Xin chào các bạn.